công ty đang trong thời khắc sống còn nhà sáng lập nhậm chính phi cảnh báo trong thư nội bộ gửi cho nhân viên huawei rằng công ty đang trong thời khắc sống còn yêu cầu nhân viên cần sáng tạo và cố gắng hơn nữa nếu không muốn bị đuổi việc ông nhậm yêu cầu nhân viên lập các phi đội chiến đấu để tìm tòi và triển khai dự án mới ai không làm được sẽ bị cắt lương thậm chí mất việc kể từ tháng 5, huawei đã có dấu hiệu đối sức sau khi trở thành mục tiêu tấn công thương mại từ phía mỹ công ty công nghệ trung quốc bị cấm làm ăn với đối tác mỹ và không được sử dụng phần cứng và phần mềm của công ty mỹ Mặc dù lệnh cấm được chính quyền chăm nới lỏng thêm 90 ngày, tương lai Huawei đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Cú sốc từ Mỹ có thể khiến hơi nóng mùa hè năm nay không thể sưởi ấm hãng này trong mùa đông lạnh giá và thời gian dài sau đó. Mất mát dễ nhận thấy nhất là đánh mất thị trường smartphone quốc tế. Huawei từng đặt kế hoạch bán 60 triệu điện thoại trong năm 2019. Còn năm trước đó, doanh số tăng 34%, đạt 206 triệu máy. Theo số liệu của IDC, quý đầu năm nay, khi chưa bị tác động bởi cấm vận từ Mỹ, doanh số điện thoại Huawei vẫn tăng 50%, trong khi đối thủ Samsung và Apple giảm. Tuy nhiên sang quý 2, tăng trưởng của công ty Trung Quốc giảm đột ngột 8,3% khi lệnh cấm có tác dụng. Ông Nhậm cảnh báo các nhân viên dư thừa cần tìm cho mình một công việc hữu ích. Sau khi hứng chịu lệnh cấm từ phía Mỹ, Huawei chuyển sang chế độ làm việc 24 trên 24. Khoảng 10.000 nhà phát triển thay nhau làm việc 3K nhằm tìm ra giải pháp thay thế cho phần cứng và phần mềm thiếu hụt từ Mỹ. Tháng này, Huawei cũng khẩn trương ra mắt hệ điều hành di động Harmony OS nhằm thay thế cho Android. Huawei muốn chứng tỏ cho người dùng thấy họ có thể tự phát triển hệ điều hành riêng mà không cần người Mỹ. Tuy nhiên, chưa có gì chứng tỏ HarmonyOS sẽ thành công ở thời điểm này.